Thưa quý vị, theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế, F0 điều trị tại nhà sẽ được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ 7 ngày thay vì là 10 ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Hiện Đà Nẵng đang cách ly điều trị 17.400 trường hợp F0 tại nhà, trong đó 10.284 trường hợp không có triệu chứng, 7.184 trường hợp triệu chứng nhẹ.